Hello, xin chào các bạn. Hôm nay nhà mình có khách nên mình đã chuẩn bị món lẩu gà đây. Mình vừa đi chợ và là vừa làm xong con gà. Gà tươi ngon không? Vừa làm xong luôn. Mình chọn gà sống nên là mình mua về mình làm luôn, mình không mua gà có sẵn nhé. Đó, mình vừa mua nguyên liệu này, rau muống này, vừa chuẩn bị rau phải cứu này, rau cải này. Đây, cái gì cả, đây là khoai với đồ gia vị rìu xả với tỏi đấy, được cái gì đây là nấm này, loại củ cà chua, khoai, cả cái gì mình để cho ngọt nước này, cà suốt này. Đó, mình đã mua sẵn các nguyên liệu rồi, tí nữa mình chỉ có việc là làm thôi. Đó, thế là hôm nay mình làm món lẩu gà nhé, tự tay mình làm luôn nhé. Nguyên liệu của món lẩu gà mình đã rửa sạch và làm thế nhá. Đây, mẻ cứu mình cũng rửa sạch này, rau rửa sạch này. Đây, nó sạch sẽ, khoai thì mình cắt thế này, cắt khúc to thế này, mình lên cà rốt này, củ cải này, đó, lắm nhá. Gà đây là gà mình, gà đĩa gà này là mình lọc thịt ra rồi nhá, để riêng nhá. Đây, cái gia vị đây. Đó. Rau ngon chưa? Rau này là rau sạch các bạn nhá. Rau này đang còn sâu, rau sạch nhá. Và đây là gà. Xương gà, đùi gà các thứ để mình đinh lấy nước. Thì cái gà này thì mình sẽ ướp khoảng tầm 15 phút. Ướp khoảng tầm 15 phút rồi mình sẽ phi tôm, hành, mỡ lên, tỏi lên rồi mình đảo và mình để làm nước dùng. Đó. Đây là các loại xương gà, ức gà này, chân gà để mình làm. Mình lọc cái con gà này để mình làm nước dùng nhé. Chuẩn bị rồi nhá, các loại rau nha, mình chỉ dùng có ba loại rau thôi, rau cải, rau muống và rau ngải cứu. Ăn gà gà chủ yếu là ngải cứu nhá, rồi có thêm ít nấm nữa. Các bạn có nhiều loại nấm càng tốt, nhưng mà mình chỉ dùng một loại nấm, có thể ăn nhiều nấm loại cũng rất là ngon. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm nước lẩu nhá. Bây giờ mình sẽ bật bếp và làm nước lẩu cho các bạn xem nhé. Mình đun nóng chảo lên, nóng nồi lên. Mình cho dầu ăn vào. Khi dầu ăn nó sôi nhá thì mình phải bỏ tỏi vào đi. Mình phi tỏi lên. Rồi, mình đang làm một bé đang khóc ạ, bé đang e á. Mẹ con bé được ít tuổi, tháng tuổi nên là đang phải vừa làm vừa từ trong. Con gái ơi, đây là khi mà tỏi nó được rồi thì mình sẽ bỏ gà vào nhé. Mình bỏ gà vào và mình cho đảo xâm. Gà này mình đã ướp gia vị rồi nhé, mình đảo cho nó tan gà lại để mình xem.
Đây các bạn nhé, khi mà mình đảo gà nó được săn lại rồi mình cho nước vào nhé, vào ninh nhé. Ninh khi nào mà gà nó ngọt một ít khoảng tầm 30 phút thì mình sẽ bỏ cho các loại củ quả. Đây, các loại củ quả vào cho nó ngọt nước nhé. Nón lẩu của mình, cái nồi nước lẩu của mình đã sôi từ xương nhá, đã rất là ngọt rồi nhá. Mình cho một ít xả với gừng vào. Đó. Cho xả với gừng vào nhé. Xương nó dễ ra rồi. Và bây giờ mình sẽ cho một ít khoai. Khoai vào để cho nó ngọt vị củ quả rất là ngon đúng không ạ? Nước này là ngọt của vị gà rồi nhưng mà bây giờ mình cho củ quả vào thì nó rất là ngon. Đây, củ quả mình đã chuẩn bị rồi. Đấy. Đây, đầu tiên mình cho một ít củ khoai vào nhé. Khoai này. Cà rốt này. Củ cải này. Đây, mình chuẩn bị cả khoai tây nữa. Cho thêm khoai tây nữa. Mình cho vào để cho nó ngọt nữa nhé. Cái vị ngọt của củ quả rất là ngon các bạn. Mình nên ăn thì ngọt. Bây giờ mình đun sôi. Sôi xong mình sẽ bỏ sa tế vào và chúng ta thế là chúng ta là có nồi lẩu để chúng ta ăn rồi ạ. Rất là ngon đúng không ạ? Các bạn nhé, nồi lẩu của mình sắp hoàn thành rồi nhé. Bây giờ khoai đã chín rồi thì mình sẽ cho sa tế vào. Cho sắp tế vào. Đây là mình đang đun bếp ga nhé. Còn tí nữa mình sẽ cho lên bếp từ thì chúng ta sẽ cả ngồi quanh bếp để chúng ta nhúng sau chúng ta ăn. Thì bây giờ là món lẩu của mình đã hoàn thành. Chúc các bạn ăn ngon miệng. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì hãy chia sẻ và nhấn nút like cho mình nhé. Nhớ đăng ký kênh nhé để theo dõi các món ăn tiếp theo của mình nhé.